ổ điện sạc điện thoại Vigear, tất cả những gì bạn cần từ một chiếc ổ điện với thiết kế dạng vuông thông minh và tinh tế, tiết kiệm không gian, dây nối dày dặn, chiều dài 2,5m tiện dụng, đặc biệt có tính năng sạc điện thoại Vigear VG02 và VG03, sạc nhanh cho iPhone chuẩn PD 20W, có thể sạc 3 thiết bị cùng lúc, ưu đãi tặng cáp sạc đặt chuẩn MFI hoặc cáp sạc Samsung bọc máy cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 3. Trong video này chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra trong ngày hôm qua tại Ukraine. Bắt đầu ngay với tiền tuyến Avdiivka, có thông tin cho biết quân đội Nga đã kết thúc việc tạm dừng hoạt động và tái kích hoạt các đợt tấn công của họ. Một trong những mối tấn công chính hiện đang nhắm vào Bắc Berdychi. Ở đó, người Nga muốn thiết lập quyền kiểm soát nhằm di dời lực lượng phòng vệ ở phía tây khu định cư. Tại Olivka, quân Nga đang tấn công về phía đông nhằm chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này. Ngoài ra còn đang mở các đợt công kích nghi binh ở Nam Siverniska. Vậy nhắc lại một lần nữa, quá trình tạm dừng hoạt động của quân đội Nga đã kết thúc và bây giờ họ đã kích hoạt lại các chiến dịch tấn công. Có thể là trong những ngày trước họ cần thời gian để tập hợp lại cũng như bổ sung lực lượng, hoặc cũng có thể là họ muốn đạt được nốt những mục tiêu còn đang dang dở ở Krasnohorivka hay Nam Donetsk. Chúng ta không chỉ nhận được các tin nhắn qua kênh Telegram mà còn có cả tương đối nhiều video đã được xác minh vị trí. Vậy nên hãy khởi đầu với Berdychi. Video đầu tiên nằm ở con phố trên này, cho thấy một đợt tấn công của quân Nga nhắm vào vị trí của lữ đoàn cơ giới hóa số 47. Có một quân binh Nga đang nằm trên mặt đất để tránh bị quân đội Ukraine phát hiện. Tiếp đó thì có một quân binh Ukraine ở góc bên dưới màn hình di chuyển về phía quân binh Nga này. Vậy có thể đưa ra kết luận rằng khả năng cao một khu vực thế này đã được người Nga giành lấy trong 24 giờ qua khi họ đã thành công đẩy lùi kẻ địch ra khỏi đây. Video thứ hai ở con phố phía bên dưới cũng được xác minh vị trí và nó ở chính xác địa điểm này trên hệ thống bản đồ, cho thấy một quân binh Nga đang cố gắng bắn hạ một chiếc máy bay không người lái cố gắng lao vào anh ta. Video này cũng đã xác minh cho chúng ta rằng đối với con phố phía dưới thì người Nga cũng đã thành công chiếm sâu hơn và khả năng cao là một khu vực như thế này giờ cũng đã thuộc về quyền kiểm soát của họ. Chưa kể kết luận rằng quân đội Nga đã chiếm đóng hoàn toàn Berdychi, nhưng họ vẫn đang ngày càng tiến sâu hơn và mình nghĩ mục tiêu tiếp theo của họ sẽ là tiếp cận được dòng sông Duna, chia cách phía đông và phía tây Berdychi ra làm hai phần. Đây là rào chắn tự nhiên đầu tiên của quân đội Ukraine mà quân đội Nga sẽ cần phải giải quyết. Khả năng cao từ giờ cho đến cuối tuần thì họ sẽ tiếp cận được nó. Di chuyển xuống Olivka, chúng ta cũng nhận được rất nhiều video mới ở mặt trận này và hầu hết nó đều xảy ra ở con phố phía dưới. Có 3 video được các nguồn tin Ukraine đăng tải. Video đầu tiên cho thấy họ sử dụng tên lửa JDAM tấn công vào một điểm đóng quân của quân đội Nga. Khu vực này gồm khá nhiều tòa nhà cao tầng. Vậy khả năng cao trước đó quân Nga đã tận dụng nó để làm trạm giao tiếp, radar hoặc là thiết bị của máy bay không người lái hay gì đó. Dù sao thì quân đội Ukraine cũng đã cố gắng tiêu diệt các vị trí ở phần rìa vùng chiếm được của người Nga. Video tiếp theo cho chúng ta thấy một chiếc thiết giáp trợ quân của quân đội Nga khi đang di chuyển thì đã bị máy bay không người lái Ukraine lao vào. Cụ thể thì chiếc thiết giáp đã di chuyển như thế này trên hệ thống bản đồ, đến giao lộ này thì nó đã bị quân Ukraine tấn công. Video dừng ngay ở đó nên chúng ta không thể biết kết cục của chiếc xe thiết giáp này là như thế nào. Có thể là nó chỉ bị hỏng một phần, sau đó vẫn tiếp tục di chuyển về đằng trước. Tóm lại, dựa vào video này, dù chưa chắc chắn nhưng có thể tồn tại khả năng rằng toàn bộ con phố này hiện giờ đã nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Nga, hoặc ít nhất là một nửa. Đối với cập nhật từ các mapper, họ cho biết quân đội Nga còn đang tiến công về phía Olivka với mục tiêu là để giải quyết triệt để Taranke. Nhắc đến Taranke, chúng ta có một video cho thấy quân binh Nga đang di chuyển về phía khu vực nông trại thì bị quân Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái. Vậy chúng ta chưa biết người Nga có thành công chiếm được nông trại ở bên cạnh này hay đã tiến về phía tây bắc Taranke hay chưa? Chỉ biết họ vẫn đang tiến sâu hơn và ít nhất hiện giờ đã chiếm thêm được một khu vực nhỏ này bao gồm cả nông trại nằm ở giữa do đã có video xác mình. Tổng kết lại, toàn bộ những video mà mình vừa đưa lên đều chỉ ra cho ta thấy rằng quân đội Ukraine sắp sửa đánh mất vành đai phòng thủ này của họ bao gồm 3 khu định cư Taranke, Olivka và Berdychi. Nói lại một tin tức ở Berdychi khi mình đã đưa nó lên trong bản cập nhật lần trước. Đây là một quảng trường Berkley nữa của quân đội Ukraine nằm ngay bên cạnh đại lộ Abram. Nếu như bạn chưa biết thì đại lộ Abram nằm ở phía đông khu định cư, còn quảng trường Berkley 2 nằm ở khu vực giao lộ của các tuyến đường thuộc khu vực phía tây khu định cư. Trong 24 giờ qua thì quân đội Nga cũng đã thực hiện rất nhiều đợt dội hỏa lực nhắm vào Semenivka. Đây là trung tâm hậu cần chính của quân đội Ukraine vì nó nằm giữa Berdychi và Olivka,
từ đó kết nối hai khu định cư này lại với nhau để quân binh Ukraine có thể được điều động qua lại. Tuy nhiên, Semenitska giờ đây cũng đã nằm trong phạm vi hỏa lực của người Nga, đồng nghĩa với Ukraine đang đánh mất dần khả năng hậu cần cũng như khả năng kiểm soát tình hình của họ tại mặt trận này. Vì thế sớm thôi thì mình nghĩ họ cũng sẽ buộc phải rút lui. Nếu như bạn còn nhớ, gần đây thì quân đội Ukraine có đưa lên một vài thông tin cho thấy quân đội Nga nâng cấp bom hàng không của họ khi trang bị thêm cho chúng những thiết bị giống như đôi cánh nhằm gia tăng khoảng cách sử dụng. Thì đến hôm nay, chúng ta lại tiếp tục có được những bức hình khác thể hiện rằng người Nga vẫn chưa dừng lại trong việc nâng cấp vũ khí. Đây là một quả bom FPB-250 và nó được trang bị thêm một động cơ đẩy giúp bay xa hơn. Vậy là quân đội Nga đã tìm được thứ gì đó thú vị ở mặt trận này và chắc chắn họ sẽ chưa dừng lại việc tiếp tục tìm hiểu để cải tiến hơn nữa vũ khí của mình. Việc này vừa dẫn đến tổn thất về mặt không quân của người Nga sẽ giảm xuống, đồng thời củng cố thêm ưu thế trên không mà vốn dĩ họ đã thiết lập được. Video này cho thấy một chiếc xe của quân đội Ukraine đang di chuyển thì đã bị máy bay không người lái của quân đội Nga tấn công vào. Sự kiện này được xác minh xảy ra ở Umansk. Tổng kết lại, quân đội Ukraine đang đánh mất dần khu định cư này và mình nghĩ số ngày họ tiếp tục rút lui chỉ còn đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Đối với Pervomaysk, có cập nhật cho biết quân đội Nga chiếm thêm một vùng lãnh thổ như thế này. Giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt, nhưng ta không có video xác minh nào. Mình sẽ nhắc lại một lần nữa, mục tiêu của quân đội Nga tại mặt trận này chính là chiếm được Khalivka, vì từ khu định cư này nó sẽ mở ra rất nhiều cánh cửa cho họ để tấn công về nhiều hướng, ví dụ như nhắm tới Selidove, cũng có thể đánh vào Kurakove từ phía bắc hoặc là Ocheretine từ phía nam. Người Nga đã chọn con đường ngắn nhất để có thể giành lấy ưu thế hoàn toàn ở vùng lãnh thổ này. Trong 24 giờ qua, quân đội Nga cũng đã liên tục tổ chức các đợt dội hỏa lực, trong đó bao gồm bom, pháo kích cùng tên lửa đạn đạo nhắm vào những khu định cư ở tuyến sau. Người Nga thông báo rằng họ đã thành công phá hủy một vài mỏ than, kho chứa nông nghiệp cùng với một số khu vực nông trại. Và chúng ta cũng nhận được tương đối nhiều video xác minh cho chuyện này. Thêm nữa, trong hôm qua, do hành vi quân ta bắn quân mình, quân đội Ukraine đã tự bắn hạ một chiếc MiG-29 của chính họ. Vậy là người Ukraine đã để lộ luôn vị trí của hệ thống phòng không bắn hạ chiếc MiG-29 này. Vì thế khả năng cao vài ngày nữa, quân Nga sẽ dội hỏa lực để phá hủy nó mà thôi. Liên quan đến việc cải tiến khí tải, chúng ta tiếp tục nhận được một tin tức nữa từ phía các kênh tin Ukraine. Quân đội Nga đã gắn một ống cáp quang có chiều dài lên tới 10 km lên một chiếc máy bay không người lái. Tác dụng của ống cáp quang này là giảm thiểu, thậm chí là ngăn chặn hoàn toàn tác động của thiết bị tác chiến điện tử lên máy bay không người lái. Do đó, giờ quân Ukraine sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để có thể cản bước máy bay không người lái của quân Nga nữa. Một điều quan trọng khác, ống cáp quang này dài đến 10 km. Tức là quân đội Nga giờ đã gia tăng được phạm vi tấn công của họ lên cũng bằng từng này, đồng nghĩa với việc khả năng sống sót của các lính vận hành drone Nga giờ sẽ tăng lên rất cao. Vì nếu như bạn chưa biết, thông thường máy bay không người lái của cả hai phe chỉ có thể hoạt động trong một phạm vi từ 2 đến 3 km mà thôi. Đây không phải là một khoảng cách đủ an toàn, nên bất kỳ lúc nào những người lính vận hành này cũng đều có thể bị phát hiện. Cuộc chiến này giữa hai nước giờ đã thể hiện cho chúng ta thấy, máy bay không người lái và lính vận hành chính là phần tử quan trọng nhất của bất kỳ đội quân nào trên toàn thế giới. Di chuyển đến Krasnohorivka vẫn chỉ là các tin vắn qua kênh Telegram cho biết các cuộc giao tranh ở khu vực phía nam khu định cư này hiện vẫn đang nổ ra, chứ chúng ta chưa có bất kỳ video xác minh nào. Nhắc lại một lần nữa, dựa theo các mapper thì quân đội Nga đến thời điểm hiện tại đã chiếm được con phố đầu tiên ở phía nam, đồng thời giành lấy dãy chiến hào ở ngay cạnh đường sắt để bảo đảm toàn bộ khu vực cánh đồng ở phía biên giới. Các phân tích đến từ phương Tây cho biết quân đội Nga đang tiến hành đẩy mạnh quá trình sản xuất hàng loạt bom FPB-1500. Video gần đây cho ta thấy ở Krasnohorivka đã xác minh điều này. FPB-1500 có thể nói là kẻ thay đổi cuộc chơi. Việc nó được trang bị thêm những đôi cánh hay động cơ đẩy như chúng ta vừa thảo luận có thể sẽ càng đẩy nhanh hơn nữa các bước tiếp theo của người Nga. Chúng ta có một video ở khu vực phía nam Helrivka hay Tây Bobiada cho thấy quân đội Nga sử dụng hệ thống nhiệt áp hạng nặng TOS dội hỏa lực vào khu vực này, thành công phá hủy một vài xe bọc thép cùng với thiết giáp trợ quân, kèm theo đó là vài quân binh Ukraine. Vậy nó đã kiểm chứng cho chúng ta việc Bobiada hiện giờ đã được dọn dẹp hoàn toàn. Vậy nên, quân đội Nga đang muốn chuyển dịch dần mục tiêu của họ về phía Tây, với đích đến đầu tiên chính là hàng rào phòng thủ của quân đội Ukraine ở hàng cây này. Ở Novomikhailivka thì chúng ta chỉ nhận được một video duy nhất. Quân đội Ukraine đang cố gắng sơ tán những quân binh bị thương của họ và thay thế bằng những đơn vị mới. Tuy nhiên, chẳng có gì là qua được mắt người Nga. Ngay khi họ phát hiện ra chiếc thiết giáp trợ quân của Ukraine di chuyển về phía khu định cư thì họ chỉ đơn giản là dội hỏa lực vào và phá hủy nó. Có thể đưa ra kết luận rằng
Novomykhailivka giờ đã chính thức bị bao vây chiến thuật. Dù là ban ngày hay ban đêm thì các hoạt động điều binh của quân đội Ukraine cũng gần như không thể được thực hiện. Xác nhận rằng sớm thôi thì họ sẽ phải bỏ lại khu định cư này và lui về Konstantinivka. Di chuyển đến Robotyne, các cuộc giao tranh đang diễn ra tương đối khốc liệt. Sáng ngày hôm qua thì có tin tức cho biết quân đội Nga mở nhiều đợt đẩy từ phía tây khu định cư. Đến nửa ngày còn lại thì tiếp tục có thông báo cho biết người Nga lúc đó còn đánh thêm từ cả phía đông. Thế nhưng mình hiểu thì khả năng cao họ đã đạt được những bước tiến nhất định, vì thế hãy cùng chờ đợi những tin tức mới. Thêm nữa, trong ngày hôm qua thì quân đội Nga còn đã thực hiện rất nhiều đợt tấn công nhắm vào tuyến đường giao thông nối liền Novodanilivka với Robotyne. Quân đội Ukraine thì cố gắng đưa thật nhiều lực lượng đến khu định cư nhằm ổn định lại tình hình. Nhưng có vẻ như là mọi nỗ lực của họ đều đã trở thành công cốc khi cung đường này bị kiểm soát tuyệt đối bởi máy bay không người lái Ukraine. Robotyne giờ như nằm trong một cái túi hỏa lực hay túi máy bay không người lái vậy. Vì quân đội Ukraine bị tấn công vào từ mọi hướng, trong mọi thời điểm, còn hoạt động tiếp tế và viện trợ của họ thì cũng không thể thực hiện được. Đến với Bakhmut, không phải là chỉ trong 24 giờ qua mà đã là 3 đến 4 ngày liên tục, chúng ta không nhận được bất kỳ một tin tức gì mới ở Ivanovka. Mình cần bạn phải chú ý đến điều này. Bạn cũng có thể tham khảo thử các kênh tin của các chuyên gia quân sự, các blogger hoặc là các mapper khác. Họ tuyệt nhiên không đưa bất kỳ một tin tức gì liên quan đến khu định cư này lên. Mình cũng không thể nói cho bạn biết điều gì đang xảy ra ở đây. Có thể là quân đội Ukraine bằng một cách nào đó đã đưa được thêm chi viện tới. Có thể là quân đội Nga đang phải đối mặt với một hàng rào phòng thủ cực kỳ vững chắc của kẻ địch. Cũng như có thể là họ đã quyết định tạm dừng các hoạt động quân sự. Những tin tức thì chắc chắn theo thời gian chúng vẫn sẽ được đưa lên mà thôi. Chỉ là trong giai đoạn này thì bỗng nhiên ta lại không nhận được gì. Nói nhanh về mặt trận Siversk, các đợt đẩy của quân đội Nga ở Bilohorivka giờ vẫn đang được thực hiện. Ngoài ra họ còn dội hỏa lực vào khu vực nằm giữa Siversk và khu định cư với mục tiêu giảm thiểu, thậm chí là ngăn cản các hoạt động luân phiên quân binh của quân đội Ukraine. Vậy như chúng ta đã thấy, ở mặt trận nào thì người Nga cũng kiểm soát gần như mọi thứ, khiến cho quân đội Ukraine gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm cách giữ vững vị trí của họ. Ở Tony thì chúng ta chỉ có tin nhắn từ các kênh Telegram cho biết quân đội Nga đang đánh về phía bắc khu định cư. Ngoài ra, có một video ở đây cho thấy UAV cảm tử Lancet tấn công vào một chiếc thiết giáp chở quân ở gần Yambolivka. Dù sao thì có còn hơn không, video này không cho ta thấy bước tiến của cả hai phe, nhưng ít nhất chúng ta hiểu vị trí rìa của cả hai phe cũng như xe bọc thép của quân Ukraine. Giờ có thể di chuyển trong khu vực nào và quân Nga có thể tấn công đến đâu. Bakhmut không có tin tức gì mới. Đối với khu vực Kharkov thì chỉ có một video cho thấy quân đội Nga đánh bom F-BB vào một nhà kho. Phát đầu tiên thì hơi lệch sang trái, nhưng phát thứ hai thì trúng ngay chính giữa khiến cho toàn bộ nhà kho này bốc hơi. Chỉ xem mỗi video này thì chúng ta sẽ không hiểu điều gì đang xảy ra ở đây. Vậy nên sẽ cần lùi thời gian về đầu tháng 3. Hàng loạt các đợt tấn công với bom F-BB, tên lửa và đạn pháo Krasnopol của người Nga. Họ đang từng ngày hủy hoại khả năng phòng thủ của quân đội Ukraine tại mặt trận này. Nếu như lùi thời gian về sâu hơn nữa đến đầu tháng 2 thì mọi thứ còn rõ ràng hơn nữa. Rất nhiều đợt sơ tán đã được thông báo, rồi đến cả các hoạt động trinh sát và quấy rối. Các khu định cư nằm dọc theo đường thẳng như Bodaki, Mykolaivka, rồi Volokhivka, Volchanska đều đã phải chịu các đợt dội hỏa lực từ người Nga, vì đây là hàng rào phòng thủ đầu tiên của quân đội Ukraine tại vùng lãnh thổ này. Quân đội Nga muốn chuẩn bị thật tốt để họ có thể giải quyết nó chỉ trong một chiến dịch tấn công duy nhất. Khả năng cao nó sẽ đến rất sớm thôi. Quay về Kiev để chúng ta đến với các tin tức tổng thể. Việc Tổng thống Zelensky thông qua dự luật giải ngũ thì mình đã nói trong bản cập nhật lần trước. Với quan điểm của mình thì chính quyền Kiev đang muốn che giấu đi con số thương vong thực sự cũng như tạo ra một cái cớ để có thể tiếp tục huy động thêm quân binh trong tương lai. Ngoài ra, những binh lính khi được giải ngũ và trở về quê nhà thì cũng sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho quân đội khi họ sẽ lôi kéo và khuyến khích người thân cũng như bạn bè tham gia quân ngũ. Liên quan đến hành vi dân chủ ở Ukraine mà mình thường nói đùa, chúng ta có một video nữa ở miền Tây đất nước này. Hai lính tuyển quân bắt giữ một người đàn ông ngay giữa ban ngày và ép anh ta vào bên trong một chiếc ô tô, dù cho bên ngoài có hai người phụ nữ đang cố gắng thuyết phục. Có thể là anh chàng này giờ đã có mặt ở Adiska hoặc là Sinkivka để chuẩn bị chiến đấu rồi. Một video khác cho thấy ba lính tuyển quân áp chế một người đàn ông. Có thể người đàn ông này đang đi mua hoa cho bạn gái của mình vì hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ. Nhưng chắc là bạn gái của người đàn ông này đến giờ vẫn chưa thấy hòa đâu. Video này thì mình nói khá kỹ trong bản cập nhật lần trước mà bạn có thể tìm xem lại. Một cảnh tượng thời Trung Cổ ở Ukraine khi kỵ sĩ trong tay là kiếm và diều đang chuẩn bị chiến đấu với hai lính tuyển quân. Có thể đây là những cá nhân duy nhất đang đấu tranh cho sự tự do hay mạng sống của họ. Tuy nhiên sau đó thì mình nhận được tin tức rằng cảnh sát ở khu vực này đã vào cuộc.
người đàn ông cưỡi ngựa đã bị bắt giữ, còn người thứ hai lái chiếc xe màu vàng thì vẫn đang trốn. Dù sao thì khả năng cao là ông ta sẽ sớm bị tìm ra mà thôi. Ở biên giới Moldova thì chúng ta cũng có một video nữa. Đặc nhiệm Ukraine đã phát hiện ra một xe tải với bên trong là 34 người dân Ukraine đang có ý định vượt biên trái phép. Mỗi người này đã trả đến hơn 10.000 euro để tìm cách trốn khỏi đất nước của mình. Nhưng khả năng cao là vào thời điểm bạn đang xem video này thì họ đã có mặt ở Adiska và đang chết bớt dưới hỏa lực của những quả bom FBB-1500 rồi. Đến thời điểm này thì mình vẫn không hiểu tại sao người Ukraine vẫn đang tiếp tục làm như vậy. Tại sao họ vẫn luôn ủng hộ Zelensky? Tại sao họ không đơn giản là kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt và ngừng chết một cách vô ích khi lợi ích của cuộc chiến này vốn dĩ còn không để phục vụ cho nhân dân Ukraine? Chúng ta có thêm thông tin chi tiết về đợt tấn công tên lửa của quân đội Nga nhắm vào Odessa. Cụ thể thì họ đã thành công phá hủy một hệ thống radar được cho là rất quan trọng vì nó được dùng để phát hiện và theo dõi tên lửa của quân Nga xung quanh khu vực này. Trong bản cập nhật lần trước thì mình đã nói về việc Tổng thống Zelensky sẽ có một chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ vì có vẻ như ông ta muốn đàm phán với Nga, nhưng là thông qua Tổng thống Erdogan. Đến hôm nay thì chúng ta nhận được video cho thấy vị Tổng thống Ukraine có mặt ở một xưởng đóng tàu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện xưởng đóng tàu này đang sản xuất cho Hải quân Ukraine hai tàu hộ tống. Vậy có vẻ như là Tổng thống Zelensky muốn chiếm ưu thế ở Biển Đen. Hãy cùng chờ xem như thế nào nhé. Trong hôm qua thì mình cũng đã nói về việc Đại sứ quán Anh và Mỹ ở Liên bang Nga cảnh báo người dân tránh tụ tập vì có khả năng sắp tới có một đợt tấn công khủng bố được thực hiện. Tuy nhiên, đến giờ thì vẫn chưa có tin tức gì mới xảy ra ở Moscow. Rất khó để hiểu Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hiện đang nghĩ gì. Ông ta từng nói sẽ đưa lực lượng đến Ukraine, rồi sau đó lại phủ nhận điều này. Đến hôm nay thì ta lại có tin tức cho biết ông tuyên bố sẽ đưa lực lượng đến Ukraine trong trường hợp Kiev và Odessa gặp bất trắc. Đây cũng là gần giống với những gì mà Paris thông báo trong vài ngày trước. Nếu như bạn quên thì họ đã nói sẽ thiết lập một lực lượng phản ứng nhanh ở Moldova để có thể kịp thời can thiệp vào Odessa trong trường hợp người Nga kích hoạt một chiến dịch lên thành phố này. Hãy cùng chờ đợi xem mọi thứ sẽ chuyển biến như thế nào. Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.